Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay mình rất vui khi mà mang đến cho các bạn một tin vui. Chúng ta phải thật là sẵn sàng và khẩn cấp để mà có thể là vào chỗ của Reskill nha các bạn. Đó là Missing Dragon Reskill, nơi mà chúng ta đánh chìa khóa giải cứu cho những chú rồng. Và các bạn sẽ gõ tên một chú rồng ra cho mình. Đó là chú rồng Redemption các bạn ạ. Đây, thật không thể tin được, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái sự gọi là phát hiện từ gọi là nhiều bạn trước đó, là thông báo rằng ở trong Missing Dragon Rescue lần đầu tiên xuất hiện một chú rồng cực kỳ ngon, đó là Redemption Melee Dragon các bạn ạ. Một chú rồng thuộc về trong cái gọi là bộ Redemption, và chú rồng này đặc biệt hơn những chú rồng Redemption gọi là thuộc trong bộ box thứ hai, tại vì đây là Redemption có khả năng là hồi sinh các bạn ạ. Và đây cũng là chú rồng mà chúng ta có thể là phải summon bằng 200 op, nhưng mà vẫn được đánh ở trong đây để lấy 100 op. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chỉ cần các bạn chúng ta đánh khoảng tầm là 2 lần. Đấy, đánh nhanh nha các bạn. Chúng ta đừng có chần chừ là đánh xong gọi là 7 ngày rồi, sau 7 ngày chúng ta đánh thêm lần nữa, lấy khoảng tầm 55 mảnh, lần sau 55 rồi sự kiện summon là ok xong rồi. Chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy nha các bạn. Tại vì chú rồng này cũng sẽ nằm vào, thuộc vào trong những chú rồng mà chúng ta phải lấy nhanh, nếu không sẽ gọi là biến mất bất kỳ lúc nào nha các bạn. Và với cái sự gọi là hot hòn hòn ngon của chú rồng này thì rất có khả năng là mặc dù video chúng ta ra sớm nhưng mà vẫn có thể là khi các bạn vào chúng ta search là chúng ta đã không thấy chú rồng này ở đâu rồi. Cho nên nha các bạn, bây giờ chúng ta phải khẩn cấp xem xong video, phải đợi xem xong video các bạn để phân tích đồ gì đó, rồi chúng ta vào trong gọi là ở chỗ đánh chìa khóa. Nếu các bạn gọi là đang bận để mà đánh những cái gọi là môi trường chìa khóa khác, như là các bạn gọi là đang đánh chú rồng gọi là sông thủy, hay là đang đánh những chú rồng khác, thì các bạn chúng ta gọi là dồn đội hình vào, chúng ta đánh nhanh luôn để hoàn thành cái gọi là đợt đấy. Chứ còn các bạn mà chờ khoảng tầm ngon vậy ta, 2-3 ngày nữa rồi gọi là đánh sau cũng được, không sao đâu, chắc một tuần rồi mới mất, thì nhiều khi là tới lúc đó chúng ta gọi là lại hối tiếc nha các bạn. Bởi vì thật sự nha các bạn, đó là chúng ta có hai trường hợp. Thứ nhất là trường hợp ở gọi là của hệ là thời gian của chú rồng là Time Patrol nha các bạn. Thì chú rồng đó chỉ xuất hiện trong vòng là mình thấy là hình như là từ 2 tới 3 ngày thôi là biến mất tiêu luôn các bạn. Còn chú rồng gọi là Spell Biden thì sao? Chú rồng đó cũng là một chú rồng cấp 10 giống như rồng Time Patrol, và chú rồng đó thì cũng biến mất rồi nha các bạn. Đấy, biến mất rồi. Nhưng mà khoảng thời gian chú rồng đó thì hình như lâu hơn tí xíu, chắc cũng được tầm một tuần là nhiều các bạn ạ. Đấy, thì cho nên chúng ta đừng có gọi là chần chừ mà suy nghĩ gì nữa. Hãy tham gia và lấy chú rồng Redemption gọi là Melee này. Tại sao lại như vậy các bạn? Tại sao gọi là chú rồng Redemption Melee này chỉ có cách chính, mà nếu chung là tham gia chắc cũng không có thể gọi là kịp lên chú rồng này nhiều sao đâu. Kiểu như là 2, 3 sao, 4, 5 sao, nếu có gọi là kịp thì chìa khóa thì sao mà đủ, hay là gặp nhiều cái vấn đề khác. Thì đây nha các bạn, chỉ cần đơn giản vậy thôi, chú rồng Redemption Melee này có tác dụng các bạn ha. Tác dụng của chú rồng này gọi là không phải nhỏ đâu, mà đây thuộc vào một trong những chú rồng không cần phải là chúng ta đầu tư sức mạnh vẫn có thể là kẹp vào trong đội hình chính, đội hình mạnh được. Tại sao lại như vậy? Tại vì khả năng của chú rồng Redemption này chính là khả năng hồi sinh các bạn ạ. Chính là khả năng hồi sinh nha. Khi ví dụ như là mình đang ở trong một cái môi trường đấu trường đi, mình ví dụ là đấu trường cao cấp ở trong đây luôn nha các bạn. Đấy, mình sẽ vào trong trận đấu này và mình sẽ để gọi là hai chú rồng mạnh nhất của mình là Nanh Thân và có cho là Đai Hùng đi. Đấy, thì bên vị trí này mình chỉ cần là để chú rồng gọi là
Redemption mà phải là hồi sinh nhé các bạn, vào thôi. Đấy, mình giả sử nha, giả sử có chú rồng nào gọi là mình chat ra chữ gọi là redeem đi. Đấy, đây, ví dụ là chú rồng khủng long này là chính là redemption đi. Đấy, mình vào trong trận đấu này đó. Rồi sao nữa? Đấy là mình ban đầu là mình có thể là chọn cách là mình đánh một cách nhiệt tình luôn, mình sẽ lấy đánh thần nha. Mình gọi là đánh khô máu cho rồng bên kia luôn, phải là khô luôn, không còn tí máu nha các bạn. Đấy, đánh khô luôn đó. Ví dụ là mình đang gọi là chiến đấu như thế này. Đấy, và chú rồng kia đam mình rất là đau và mình đã gọi là hy sinh chú rồng đánh thần rồi. Thì bây giờ chỉ cần mình lấy chú rồng redemption ra. Đấy, và mình khều khều nhẹ nhẹ mới phát. Đấy, khều nè, đó. Xong rồi chú rồng kia sẽ đánh mình đó, rồi mình tiếp tục mình khều tiếp. Đấy, nói chung là trong những trận đấu đỉnh cao á thì chỉ cần một khều nhẹ nhàng của chú rồng bên kia là đã khiến cho chú rồng của mình bay màu rồi nha. Rồi ví dụ là trong cái trường hợp này, chú rồng bên kia gọi là đánh chết mình đi. Đây, bây giờ là ví dụ nha. Đó. Thì khi mà chú rồng redemption có khả năng hồi sinh của mình là bị đánh chết thì chúng ta sẽ được hồi sinh lại chú rồng Blood God với 80% lượng máu. Thì khác nào là mình gọi là có thêm một chú rồng gọi là Blood God hỗ trợ mà có thể là trong cái khoảng thời gian đó, ví dụ như là mình cho Blood God đánh đi thì mình gọi là đánh hết skill đi trong cái trạng thái là như nào đấy, là trạng thái mình còn sống nha các bạn, rồi mình cho chú rồng gọi là đan hùng vào đánh chết luôn, nó kiểu như là chúng ta gọi là đánh khô máu luôn, là vừa có thể là tối ưu hóa được cái lượt tên của nanh thần, vừa là chú rồng nanh thần gọi là đan hùng được cơ hội là chúng ta đánh gọi là khô máu luôn. Thì khi mà mình cho chú rồng gọi là hồi sinh của mình ra nữa thì mình lại có thể là đỡ được thêm một tên nữa, là tên đó mình vừa có thể hồi skill Blood God mà vừa có thể hồi sinh được đan hùng với 80% lượng máu. Thì khác nào là có thể bù đắp được một cái vị trí mà một cái nhân lực mà gánh team ở trong đội hình, mà thay vì mình phải lên đội hình là ba chú rồng siêu mạnh thì bây giờ chỉ cần một chú rồng gọi là chúng ta có thuật hồi sinh vào đấy, chúng ta có thể là che chở được, có thể là gọi là xoay chuyển được tình thế. Đấy, ghê không các bạn? Nó ghê vậy đấy. Mà kể cả là khi mà hai chú rồng của mình gọi là mình đánh gọi là đều trọng thương đi, kiểu như là đan hùng trọng thương, Blood God trọng thương, mà mình không muốn là để cho hai chú rồng của mình là chúng ta là hy sinh đấy, thì mình có thể là cho chú rồng gọi là redemption ra. Khi chú rồng redemption chúng ta gọi là hy sinh đấy các bạn, thì thay vì là hồi sinh 80% máu, mình sẽ có thể hồi được khoảng tầm là 50% lượng máu cho gọi là tất cả hai đồng đội của mình luôn các bạn ạ. Đấy, ghê chưa? Trời ơi, quá ghê gớm luôn. Chính vì vậy nên trong cái đợt lần này chúng ta đâu cần là phải gọi là nạp bát, hay là đâu cần là phải gọi là có đi trend mảnh rồi phức tạp đâu nhiều đâu. Chỉ cần chúng ta đánh trong resort thôi. Mà sao các bạn? Đánh resort ví dụ đi. Ví dụ là các bạn chúng ta gọi là đánh resort được khoảng tầm là đâu đó, nói chung là đội hình của bạn yếu đi, thì chúng ta đánh được khoảng tầm là 55 mảnh hay là nhiều hơn đi, thì có được cái lượng mảnh cơ bản rồi. Các bạn chỉ cần là chúng ta đi xin mảnh, mà các bạn biết tại sao không? Tại vì trong cái đợt này nếu như chú rồng Redemption Melon này được mở khóa đấy, thì nhiều bạn khác chúng ta cũng sẽ là đánh được, chúng ta cũng sẽ có nhiều mảnh, thì khi đó chúng ta sẽ xin dễ dàng hơn. Kể cả là xin trong clan luôn, ví dụ như là mọi người trong clan chúng ta gọi là hợp sức rồi, có gì mình trên mảnh này mảnh kia rồi kết hợp với nhau, gọi là người nào nhiều mảnh chúng ta là donate cho những người ít mảnh để mà vừa đủ mảnh để mà bù óp vào thôi. Tại vì trong cái đợt mà chúng ta summon là phải có gọi là ít nhất là 101 mảnh, thì bây giờ chúng ta gọi là đã có cơ hội để mà được cái lượng mảnh đó rồi, chỉ cần bù óp vào là ok. Thì như vậy là chúng ta sẽ có thể là cơ hội cao và dễ dàng để mà nâng cho chú rồng này nha. Chưa kể là bạn nào chúng ta có điều kiện nha các bạn, có điều kiện một phát thôi là đánh, còn giống như anh Dũng trong gọi là đợt trước, anh Dũng đánh cho chú rồng spell bay đành là cách 10 đấy các bạn, là lên là gần 5 sao luôn. Giờ ảnh là 4 sao, ảnh đang cần gọi là nói chung là mọi người hỗ trợ để ảnh lên 5 sao, nó gần lên 5 sao rồi các bạn. Đây, hai chú rồng trước đó là một cái ví dụ chúng ta phải nhanh tay nha. Đấy, là mình, các bạn có thể là xem lại video của mình là phát hiện thú vị, là một là chú rồng Tambertro và hai là chú rồng Spellbinden nha. Đã từng là xuất hiện trong đó, đã từng nha các bạn. Đây chú rồng này là Spellbinden này. Đấy, thì đã biến mất rồi nha các bạn, cách 10. Đấy, và chú rồng gọi là Tambertro ở dưới đây nè. Tambertro là mình, như là mình có chú rồng Tambertro rồi mà. Đấy, thì ở đây. Đấy là cũng cách 10, nhưng thực sự mà nói luôn nha các bạn, hai chú rồng này không có gọi là giá trị nhiều bằng với chú rồng Melon. Và thậm chí nếu như tính ra là một cái khoảng cách nó lớn luôn nha các bạn. Tại sao? Chú rồng bên kia chỉ là cách 9, nhưng chú rồng bên kia có thể xài theo cách là không cần đầu tư lên,
Không cần các bạn phải nâng sao, không cần các bạn là phải cho chiến lược cao. Chỉ cần các bạn là chúng ta có sở hữu và đặt được vào trong môi trường chính. Tất nhiên là ngoại trừ những cái trường hợp mà bị những cái rồng bên kia đánh lan, kiểu như là đánh lan mà do chúng ta ít máu quá, bị gọi là hy sinh non đó, thì chúng ta không nói, chúng ta cần phải gọi là cũng đầu tư xương xương đi. Hoặc là nếu như đầu tư đi thì lời. Tại vì bây giờ nếu như các bạn, chúng ta cho chú rồng đấy lên khoảng tầm là chỉ cần khoảng tầm là 2 đến 3 sao thôi, là ít ra các bạn có thể là cho ra đánh được phát nào hay phát đó, đỡ được thêm tên nào hay tên đó, là vừa có thể là tối ưu hóa trong lết gót hồi skill, vừa có thể là khiến cho chú rồng kia mất lượng máu, mà đôi khi lại có thể là trong những cái tình huống nguy cấp mà có thêm bờ sinh, là có thêm những cái trường hợp nào lại thêm tên, lại thêm những cái gì đó mà nó lại có thể là giúp cho chúng ta tối ưu nữa các bạn. Đấy, rất là ghê nha, rất là ngon luôn. Nói chung là phải nói là cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Thay vì các bạn phải gọi là nạp mát, và thay vì các bạn ta gọi là phải hiếm hoi để mà có được chú rồng mèo lịch, thì bây giờ các bạn chỉ cần vào trực tiếp và gõ redemption ra. Đấy, cần gõ chữ R, gọi là chữ red thôi các bạn ạ. Đấy, rồi bấm vào đây. Sao nữa? Bấm reskill 5 chìa khóa. Đấy là xong rồi, là vào là đánh là ngon vô tư rồi. Đấy, nên mình sẽ cùng đồng hành với các bạn là chúng ta hành trình, ta sẽ đánh gọi là lấy off của chú rồng này nha. 30 màn đánh thắng chú rồng này, lấy 10 cái off ở trong đây. Rồi như thế nào, nếu mình đánh xong sớm, mình có thể là tiếp tục mình đánh chìa khóa, lấy thêm gọi là 100 mảnh để mình summon trực tiếp luôn. Mình không cần là phải bù off của mình vào, summon trực tiếp vẫn được các bạn. Nếu như chúng ta có đội hình mạnh, chúng ta đánh nhanh, tối ưu hóa thì ngon, ok, nice hết. Còn nếu như không thì có thể là dùng nhiều cách khác nhau. Và thậm chí nha các bạn, mình sẽ tiết kiệm bằng cách mình vừa đánh ở trong gọi là reskill, ở gọi là nick series của mình, mà mình vừa đánh ở bên nick là chính của mình. Bên đó mình cũng đã có thể là mở được tới cấp độ legend rồi, và hai bên mình đều lấy 100, và bên kia mình trend mạnh quá, là mình đã có thể nhẹ nhàng hốt được chú rồng gọi này, mà mình đỡ tốn nhiều hóa nữa, đỡ đánh gọi là nhiều, mình lấy chìa khóa để mình còn đánh chú rồng song thủy nữa, là vẹn cả đôi đường. Mà mình lại không có lo lắng về việc là nếu như kiểu như bây giờ đang gọi là làm video rồi, biết đâu ngày mai hay là ngày mốt chúng ta gọi là hết chú rồng này rồi, đánh không kịp, để rồng biến mất rồi, thì mình vẫn đang mở khóa, mình đã mở khóa 7 ngày rồi, thì cho dù chú rồng này có biến mất thì cũng gọi là mình đã có gọi là đánh ở trong đây 7 ngày rồi. Cho nên là mình vẫn có thời gian mình đánh nhàn nhã, thậm chí là mình chờ đợi cho cái chú rồng này mình đánh gọi là phèn luôn các bạn. Mình để cho chú rồng này gọi là gần hết thời gian rồi mình mới đánh gọi là xong, là vẫn ok nice, vì mình đã gọi là vào hai nick mình đánh là chắc cú mảnh mình ở đó rồi. Đấy, thấy cái gọi là kế hoạch của chúng ta hay không các bạn. Đấy, cho nên là đây là một cái gì đấy thật sự là có thể là lên thông báo khẩn cấp nha các bạn. Thực sự nó rất là khẩn cấp luôn, vì nó rất là ngon cho danh cày của chúng ta, nó là một cơ hội hiếm có vô cùng. Đấy, ta phải gọi là tranh thủ mà thật. Thậm chí nha các bạn, cái giá trị của nó là nó còn hơn cả một chú rồng gọi là vampire thông thường nha các bạn. Vampire thông thường ở đây với điều kiện là không đầu tư nha, với điều kiện là chú rồng mà chúng ta không lấy đợi để đầu tư, thì chú rồng này có giá trị cao liên thành luôn các bạn, cao ở cái giai đoạn là bậc nhất luôn. Nếu như á mà chọn lựa trong top những chú rồng nào đó mà không cần đầu tư vẫn có thể xài ngon, thì chú rồng Redemption sẽ đứng đầu bảng luôn nha các bạn, đứng đầu bảng luôn. Chỉ là tại vì á, nếu như chúng ta gọi là có một số chú rồng mạnh như là Vampire sau này phải đầu tư lên mới mạnh nè, hay là những rồng nào đó mạnh giai đoạn sau, thì chú rồng này được một cái là ở giai đoạn đầu nó đã hữu ích, nó đã mạnh sẵn rồi, nó đã có giá trị liên thành rồi, chỉ cần kết hợp với lại đội hình mạnh của chúng ta thôi là đã có một cái gì đấy mà như mình phân tích rồi đấy. Vừa có thể là nếu như kết hợp với bơ rồi kết hợp đầu tư xuyên xương, là đầu tư từng nào lời từng đó, không sợ lỗ các bạn, không sợ lỗ, đầu tư lên sao. Mặc dù cách chính nha, như những chú rồng như là chú rồng gọi là kiểu ở bên những rồng bên kiểu là thợ săn zombie đấy các bạn, cũng là một trong những rồng mà không cần phải đầu tư nhiều lên vẫn có giá trị. Nhưng mà ở đây là giá trị ở cái skill chơi gọi là đỡ ba tên thôi, đỡ những skill chí mạng thôi, không có giá trị bằng với lại chú rồng như là Redemption này nha các bạn. Redemption này có hồi sinh luôn á. Chú rồng kia ví dụ đi, là chú rồng kia mình vẫn gọi là nâng sao lên, nhưng mà chung quy lại vẫn là cách chính, vẫn là có điều gì đấy gọi là hơi là thọt hơn số lại Vampire phải không các bạn. Đấy, ngoài trừ việc là chúng ta sợ bị hỗ trợ sợ bê tốt, thì mình cũng chưa có một chú rồng hỗ trợ sợ bê tốt để mình gọi là đầu tư lên. Nhưng mà nếu như mình có chú rồng này, mình không cần phải đầu tư luôn các bạn. Mình đã còn có một chú rồng sợ bê tốt mà mình còn đầu tư gọi là lên xương xương nữa, kiểu như là được bao nhiêu hay bấy nhiêu á,
thì mình lại là có thêm một chú rồng nhân tuyển tốt để mà là vào đội hình chúng ta, gọi là có thể nếu như không phải gánh tam nhiều đi thì trong những trận đấu quan trọng vẫn có ích, đỡ phải đỡ có một cái gọi lượt chúng ta hồi sinh các bạn. Và trong những cái gọi là ván đấu nói chung là kiểu như là thú vị đi, cái lượt chúng ta thú vị là vẫn có thể là tận dụng vào chú rồng này. Nói chung mọi thứ vẫn rất là ok, vẫn rất là nice nha các bạn. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là tranh thủ mình qua bên nick chính mình bây giờ luôn các bạn, để mình mở chú rồng này ở trong đó luôn. Đấy, để mà chúng ta gọi là lấy cái gì đó chúng ta chắc cú đã nha các bạn. Đấy chứ nhiều khi là mình gọi là ý mình vào muộn, không biết chú rồng này biến mất từ khi nào, nên bây giờ mình tranh thủ mình vào mình mở luôn nha. Mở luôn cho nó chắc các bạn ạ. Ok, đi thôi. Ok, và hiện tại thì mình đã quay trở lại với nick chính của mình nha các bạn. Nói chung là đã một thời gian khá là dài mà mình không quay trở lại nick chính, nên khi nãy mình mới nhận được gói quà 100 game đó. Quà quay trở lại đấy các bạn ạ. Ok, vào vấn đề chính, đó là chúng ta sẽ vào trong reskill. Và mình cũng xin nhắc lại một lần nữa đối với các bạn, đó là nếu như chúng ta muốn đánh những chú rồng legend nha, thì chúng ta phải là mở khóa từ cấp C xong nè, rồi lên cấp R này các bạn. Cấp R mình hay gọi là Rat, nhưng nhiều bạn gọi là Ray đấy, nhưng chung là không sao nha, mình gọi là Rat cũng được đấy. Và mình sẽ gọi là tiếp tục với Very Rat này, và đến là Epic, với lại là sau khi Epic nha các bạn thì chúng ta mới đến những rồng legend. Và bây giờ thì chỉ cần đơn giản là nhập chữ Red vào thôi các bạn ạ. Đấy, và chúng ta sẽ mở khóa ở bên đây. Đấy, bên đây có 259 chìa khóa luôn. Nhưng mà tại vì đội hình ở bên đây gọi là không mạnh bằng đội hình chính, nên gọi là ở next series đấy các bạn, nên mình phải gọi là chắc là cũng phải mất khá là nhiều thời gian để mà đánh xong bên đây, kiểu mà truyền cái chìa khóa qua thì ngon nice sư kiểu vậy các bạn ạ. Nhưng không sao, mình cũng sẽ là cố gắng để mà ở bên đây cũng sẽ đánh thắng nha. Nói chung là đánh nhiều đợt ra thì được, nhưng mà mình sẽ gọi là quay video công chiếu gọi là cái quá trình mình đánh á ở bên next series. Nói chung mình nói đánh sướng lắm các bạn ạ. Ok, sao các bạn chúng ta biết là mình vẫn là đánh song song hai nick, và sau đó mình sẽ là chuyển từ gọi là nick chính sang bên nick series cho chúng ta đủ gọi là gần, mình nghĩ là kiểu mà cũng gần 200 mảnh, rồi sau đó chúng ta gọi là summon luôn thì như thế là quá tuyệt vời nha, không cần là phải bù thêm quá nhiều op vào, tại vì mỗi lần chúng ta gọi là chuyển thì đâu đó là 9-6 mảnh đấy các bạn, 6 mảnh ta nhân lên thì 100, nói chung là phải 102 gì đấy mới tròn các bạn, mới gọi là trên tròn được. Cho nên là chắc là cũng bù thương xương vài óc thôi, không có phần vấn đề gì các bạn, miễn sao đánh ok hết là ngon là nice rồi. Ok, và mình cũng sẽ là phân tích một chút trước khi là chúng ta gọi là vào đánh nha các bạn. Đó là thứ nhất, thì mặc dù á là những chú rồng gọi là kiểu như là redemption mà mình kể vừa rồi á, thì chúng ta có những cái nói chung là cực kỳ ngon rồi, nhưng mà cái yếu điểm của chú rồng đó là khi mà chúng ta đánh những cái trận như là arena nha các bạn, thì kiểu như là chúng ta chỉ đánh được một trận thôi nếu như chúng ta muốn gọi là sử dụng luôn cái sức mạnh của rồng đó, trừ khi mà các bạn chúng ta gọi là đầu tư cho chú rồng hoài chưa gì rớt xuống đáy xã hội rồi này các bạn. Ơ, như là mình gặp bạn nào đấy, trời ơi, hai cô gái ở trong gọi là một bức ảnh luôn các bạn, như là đang cắt tóc rồi. Ok, thì nói chung á, thôi chúng ta chuyển qua đi, gọi là mê gái đi các bạn. Đấy, chuyển các bạn, mình nhìn cũng hơi sợ các bạn. Rồi ok, thì nói chung á là nếu như chúng ta gọi là cái phát huy cái sức mạnh chú rồng redemption á ở trong gọi là run thì khá đáng tiếc, vì chú rồng redemption chúng ta sẽ gọi là phải hy sinh các bạn ạ, chỉ đánh được một trận. Cái trường hợp mà redemption có bơ á thì hình như là mình thấy là hình như là chúng ta phải hồi sinh bơ xong rồi chúng ta phải hy sinh á thì mới kích hoạt được cái gọi là năng lực của mình. Cho nên là kiểu gì cũng phải là hy sinh các bạn ạ. Đấy, cái này thì khi nào mà chúng ta gọi là xem lại để rõ hơn nha các bạn. Đấy, còn cái vấn đề nữa là kiểu như chúng ta mà muốn để cho rồng redemption mà ta gọi là đánh luôn ở trong rank kiểu đấy thì phải là có rank cao nha, phải là đầu tư về rank sức mạnh. Nhưng mà khi đấy thì mình lại phải xài chú rồng đấy với cái gọi là sức mạnh bình thường, cho nên á, với lại là phải đầu tư nữa. Cho nên nha, là nếu là mình ý thì mình sẽ gọi là để cho chú rồng gọi là redemption có năng lực hồi sinh đấy ở một cái mức mà phải nói là không quá mạnh cũng không quá yếu nha. Quá yếu thì kiểu như là cũng bất lợi trong nhiều cái trường hợp, kiểu như là để chú rồng đó bình thường như những chú rồng gọi là level 40 của những chú rồng ở bên là vampire, rồi có gọi là lên rank xương xương hay là có gì đấy thì được rồi các bạn,
không nhất thiết là phải lên sao nha, cũng không nhất thiết kiểu mà đầu tư của mình là để mà có một chú rồng sợ B thì sợ B như chú rồng đêm xanh ở cái giai đoạn đó là ổn nhất rồi. Là vì các bạn biết sao không? Chúng ta còn có thể là thêm một cái thao tác nữa. Ví dụ như là các bạn đang muốn đánh cho một chú rồng lên rank đi thì là chú rồng này, hoặc là các bạn đang muốn là chiếu chú rồng này đi, thì khi mà chú rồng này đánh thì chúng ta sẽ kẹp một chú rồng đầu tiên là chú rồng mạnh đi. Đấy, và có những cái cơ hội mà để mình ăn những cái điểm số đấy, nhưng mà ăn xong điểm số đó là lại bị chú rồng khác chúng ta gọi là đánh chết đấy các bạn. Thì bây giờ đã có thể là cho chú rồng Redemption ra để mình ví dụ với các bạn. À, ví dụ là có một chú rồng nào đó là cũng là rì đi, có đây ví dụ chú rồng nào Redemption đi đấy, thì chúng ta có thể là để chú rồng này ra và hy sinh, thì khi đấy sẽ hồi lại 80% lượng máu cho chú rồng bọn ta gọi là đang gọi là làm video đấy, đang chiếu đấy, đang đang gọi là cũng có thể là đang cày rank. Thì khi đấy chúng ta lại cơ hội để mà tiếp tục là hoàn thành cái điểm rank của mình, và có khi chúng ta bình thường chỉ ăn được một hoặc là ăn được hai, thì bây giờ nhờ có Redemption chúng ta ăn được ba đấy, là như vậy đấy các bạn. Nói chung là tác dụng rất là nhiều, nữa trừ cái trường hợp mà chúng ta vận dụng như thế nào đó các bạn, chúng ta gọi là vào trong những cái tình huống. Cho nên thật sự mà nói với các bạn luôn, đó là cái phát hiện này là siêu 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 thú vị luôn các bạn, và siêu siêu ngon luôn đấy. Thì chúng ta gọi là tranh thủ chúng ta đánh nha đấy, và mình sẽ cùng đọc với các bạn tất nhiên rồi. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy gọi là nhấn like, đăng ký và ủng hộ cho mình nha, để là mình làm động lực để mình ra thêm nhiều video gọi là mới, nói chung là cập nhật thời gian nhanh và sớm gọi là hay hơn luôn đấy. Thì nói chung là đáng lẽ là mình tới giờ ăn cơm mà mình cũng làm một cái video là hơn 1 tiếng rưỡi rồi, nhưng mà mình thấy cái gọi là phát hiện thú vị quá cho nên là mình cũng khẩn cấp làm video luôn nha các bạn đấy. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo nhé. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em, chia sẻ cho thầy đấy.